thời gian thấm thoát thoi đưa. Trước còn là một thằng chẩu tre, giờ mình đã là Hokage đệ thất rồi. Đúng là chẳng ai biết trước tương lai sau này. Hy vọng mình sẽ giúp cho làng Lá hòa bình và phát triển hơn nữa trong tương lai. Ngài Hokage. Có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì? Người dân vừa thông báo có một ninja lạ mặt, ăn mặc theo phong cách của Akatsuki, đang đột nhập vào làng Lá. Cái gì? Giờ này mà vẫn còn Akatsuki á? Vô lý. Mau tập hợp ninja, bắt hắn lại. Chúng tôi đã bao vây hắn. Tuy nhiên, không biết là hắn dùng một nhân thuật nào đó làm tất cả các ninja của chúng ta biến mất rồi. Cái gì? Những thuật gì mà mạnh như vậy? Bây giờ chúng tôi không biết đấu với hắn như nào. Ngài Hokage, ngài hãy ra chỉ thị đi. Để con. Boruto, sao con lại ở đây? Bố, con đã nghe về chiến tích bảo vệ làng Lá ngày xưa của bố. Hôm nay chính là lúc con tỏa sáng. Bố hãy cho phép con chiến đấu với hắn. Boruto, ta biết là con đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng trận chiến này rất nguy hiểm. Ta nghĩ con vẫn chưa phù hợp đâu. Không sao đâu bố ơi. Ngoài kia vẫn đang có rất nhiều ninja xả thân để bảo vệ làng Lá. Con không thể nào làm ngơ được. Bộ chuyện này được đặt theo tên của con. Hãy để con giải cứu làng Lá. Không được. Trận chiến này để bố ra tay. Để bố ra tay á? Ra tay á? Con cười cái gì? Bố à, bây giờ bố là Papa Naruto rồi, có phải là Naruto ngày xưa nữa đâu mà bố nói chuyện kiểu đấy. Là sao? Ngài Hokage ơi, giờ ngài yếu như sen thì làm sao mà ra trận được nữa? Ngài ra trận bây giờ ấy, chỉ tổ làm vướng tay vướng chân bọn tôi thôi. Ngài làm như thế là khó cho bọn tôi đấy. What? Chúng mày. Thôi, bố cứ ở đây ăn hưởng tuổi già đi, nhường sân chơi cho giới trẻ. Để con sẽ bảo vệ làng Lá. Thế nhá. Ngài Hokage, chúng tôi sẽ bảo vệ Boruto. Nhưng nếu mà ngài ra trận thì chúng tôi chưa chắc sẽ bảo vệ được ngài đâu. Naruto. Cậu chính là... Cuối cùng ta cũng luyện được thành công cấm thuật thất truyền hàng ngàn năm nay. Giờ không kẻ nào là đối thủ của ta nữa. Ta là bất khả chiến bại. Ta sẽ hồi sinh tổ chức Akatsuki bằng cách tiêu diệt cái làng Lá này ngay trong hôm nay. Dừng lại Akatsuki. Thằng nhãi danh Boruto, lại đây, ta sẽ cho người chiêm ngưỡng cấm thuật của ta. Boruto lùi lại, để bọn ta xử lý hắn. Lên, yeah. Cẩn thận đây cay. Thầy lắm, phải vậy chứ. Mày đã thấy sức mạnh của ninja làng Lá chưa? Chúng mày khá lắm. Nhưng bây giờ mới là lúc bắt đầu. Cái gì thế này? Không thể nào. Đây là nhân thuật gì vậy? Đây chính là nhân thuật thời gian. Ta có thể thao túng thời gian của một vật thể tối đa 16 năm. Hai thằng vừa rồi đã bị ta quay ngược thời gian về 16 năm trước, và chúng nó đã không còn tồn tại nữa rồi. Sao lại có một cái cấm thuật bá đạo như này sao? Kẻ nắm giữ thời gian là vô địch. Các người không thể đánh bại được ta đâu. Vĩnh biệt làng Lá. Ta không tin. Chỉ cần không chạm vào người ngươi là ta vẫn có thể đánh bại được ngươi. Ngươi chắc chứ? Hắn đâu rồi? Kết thúc rồi. Nhãi đâu rồi? Ta không thiếu cách để đánh bại ngươi đâu.
là sĩ quan vô hình à? Đã chịu hết nổi rồi. Chịu thương gì đây? Hơi tốn chakra một chút, nhưng tao có thể ngưng động thời gian nữa. What? À, mày đây rồi. Mày nó hay lắm, suýt nữa thì tao không nhìn thấy đấy. Vĩnh biệt nhá. Bỏ tay ra khỏi con trai tao, Naruto. Sao mày vào được đây? Tao đang ngưng động thời gian cơ mà. Nhân thuật của ngươi chỉ ngưng động trong một vùng thôi, còn người khác đi vào sẽ không bị ảnh hưởng. Ông bố, bố, tao bảo bố ở nhà nghỉ hưu đi rồi cơ mà. Tao vẫn cứu mạng con đấy. Mày định làm gì ta? Ta sẽ đánh bại ngươi. Sẽ đánh bại ngươi. Chúng mày. Đánh lại tao. Đánh lại tao. Được rồi, hôm nay ta sẽ chứng minh cho các người thấy sức mạnh thực sự của ta như nào. Chưa hết đâu. Rasengan. Ôi mệt quá. Lâu lắm mới gặp được đối thủ xứng tầm này. Ôi, hắn mạnh quá. Ôi, con đã bảo bố ở nhà đi rồi mà. Mày bớt đùa đi được không? Tao đến đây để đánh đấm tử tế nhá, không phải đùa mấy cái thằng như mày. Nhưng mà chưa hết đâu, tao hôm nay còn dẫn thêm một người bạn của tao tới để chơi chết mày. Bạn mày á? Bạn mày là ai? Đó chính là Sasuke. Mày có biết là cái đại chiến ninja lần trước ấy, hai anh em bọn ta đã cứu cả cái thế giới ninja này không hả? Chúng mày... Chúng mày biến mất rồi cơ mà. Ừ nhờ. Lâu lắm mới tao mới được cười nhiều như này đấy. Hết với Baruto, giờ lại đến với Sasuke. Chúng mày vẫn chưa biết là qua phần này chúng mày yếu như thế nào sao? Không thể để chúng nó coi thường như vậy được. Naruto, anh em mình cùng lên, gọng kìm, tiêu diệt cái thằng Akatsuki này. Chơi nào. Lên. Thầy ơi, bây giờ thầy có còn là Sasuke ngày xưa nữa đâu. Bây giờ quy ẩn không thích lại thích quy tiên thế này rồi. Đùa đấy. Tao đã chịu hết nổi hai đứa phế vật chúng mày rồi. Tao sẽ cho chúng mày về 16 năm trước, cho chúng mày thành phế vật luôn. Chết rồi. Hỏng rồi. Bại đã rõ. Mà khoan đã, quay về 16 năm trước, chẳng phải là thời điểm đại chiến ninja lần thứ tư sao? Bỏ mẹ rồi. Hình dạng này, cảm giác này, đây chính là sức mạnh bấy lâu nay mình đã đánh mất. Có tay rồi. Naruto, Sasuke. Người tới số rồi, ninja thời gian.
Người mắc sai lầm rồi. Chết rồi. Ôi, tuyệt vời. Đây chính là Naruto và Sasuke huyền thoại đây sao? Không sao, chỉ cần mình chạm chúng nó một lần nữa là chúng nó sẽ tiêu đời. Giờ ngươi nghĩ ngươi vẫn có thể chạm vào tao sao? Lâu lắm mới có cảm giác này. Tiến lên nào Naruto. Kết thúc rồi, đến giờ thời gian. Hãy nhận lấy sức mạnh từ thời kỳ đỉnh cao của ta đây. Lại bổ mẹ ơi. Chiến thắng rồi. Sao mình ngu này? Từ giờ chúng ta lại có thể bảo vệ làng lá Sasuke. Vậy với sức mạnh này chúng ta không ngán một đối thủ nữa cả. Hai người còn không ngờ ngày xưa hai người lại ngầu như này đấy. Tuyệt vời. Ui, ui, xong, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Sao đây? Nhân thuật của tao chỉ có giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định. Hết thời gian ấy, nó lại về như cũ thôi. Chia buồn nhá. Gì đây? Ui, ui. Bruh. Năm mới, Pink Lê xin được chúc tất cả các bạn luôn luôn an khang, thịnh vượng, vui vẻ và cùng cười lật kèo với bọn mình nhá. Đừng quên like, share và subscribe. Let's go.